Mọi người đang xem cái clip này của Tiến nha. Hôm nay thì mình rảnh đi quay cái clip bắn cái con M1911 này với lại con Gulo 733 này cho tất cả mọi người xem luôn nha. Thì, trước khi mình bắn thì mình có một số chia sẻ, mình muốn chia sẻ với tất cả mọi người luôn. Thì mỗi một con hàng của Tiến về cao su hoặc bút hoặc là súng bắn đạn bi nè, thì mình thứ nhất là giá cả mình đã nói cụ thể rồi, giá cả cụ thể, cách giao dịch cụ thể. Nhiều bạn vào nhắn tin với mình cứ anh cho em xem ảnh, cho mình xem ảnh cách giao dịch sao, giá sao, mình cũng không hiểu. Đã biết được số điện thoại mình là đã xem được trên YouTube, đã xem được hình ảnh cụ thể rồi, nhưng mà qua là cứ cho xem hình, cho xem hình. Mình cũng không hiểu lý do tại sao mình thắc mắc như vậy. Còn như anh em mua hàng của mình thì cần xem hình này, mình vẫn mình gửi cho anh em xem thôi, nhưng mà mình không hiểu, có cái thắc mắc vậy thôi đó. Còn anh em mình muốn xem thêm hình ảnh thì cứ vào website của mình súngcaosu.tk để xem nha. Rồi mà có gì thì cứ gọi điện trực tiếp cho Tiến 0706 222 435 nha. Rồi mình nói nay nói ít thôi. Mình cầm hai con này ra ngoài mình test cho tất cả mọi người xem luôn. Bắn chơi vô mấy lon nước ngọt chơi luôn nha. Quay cái đường đạn lên đây. Quay cái đường tay á. Tan nát hết rồi. Đây, khoảng cách mình bắn là xa nha, tầm phải 5-6 mét á. Đây, cái này anh em xem nè, nó chỗ từ lừa hết rồi. Bên trên.